Ôi nơi đâu là vui nhất trong căn nhà, nơi bên nhau cùng những bữa ăn gia đình đầm ấm và ngọt ngào. Mời tất cả cùng vào căn bếp đáng yêu. Nồi cơm to đây mà sao luôn nóng thơm ngon, để cứ ăn hoài mà không chán. Mày hút bụi lau thật gọn gàng, chăm lo cửa nhà sạch tinh tường, có mấy ai được tuyệt vời như thế. Và năm trăm anh em nồi xong vẫn luôn nhiệt tình, cùng trên bát đua làm nên bữa cơm gia đình. Nào hát thật rộn ràng, rằng chúng mình bụng thật là tốt. Rằng chúng mình đều thật chăm lắng.